Trân trọng kính chào quý vị khán thính giả Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật 27 tháng 12 năm 2015. Hội Á Hữu Long Xuyên dù thủ đô Washington DC tổ chức dạ tiệc tất niên và tân niên tại nhà hàng New Fortune, thành phố Gettysburg, Maryland, Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự do Việt TV DC thực hiện sau đây. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Sau nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm theo truyền thống của người Việt quốc gia hải ngoại, ông Phó Hội trưởng Quỳnh Bảo Hùng giới thiệu và trình diện tân Hội đồng Cố vấn và Ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2016-2018. Trên khán đài là Ban chấp hành của Hội Á Hữu Long Xuyên, nhiệm kỳ mới vừa được bầu, đó là nhiệm kỳ 2016, 2017 và 2018. Kế đó ông Phan Văn Bè, Hội trưởng được lưu nhiệm, cảm tạ quan khách đến ủng hộ và chung vui. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là kính chào mừng tất cả quý vị đã không ngại sự khó nhọc mà đến hôm nay. Ông Phan Văn Bè trình bày về sinh hoạt của hội cùng những nguyện ước trong tương lai. Chúng tôi Hội Hữu Long Xuyên thành lập năm nay trên 20 năm, nhưng cái nhiệm kỳ của chúng tôi làm là trên 10 năm. Chúng tôi có mục đích của cái Hội Á Hữu Long Xuyên là để phục vụ cho bà con trong những vấn đề gặp khó khăn về á hữu, thì bà con gặp bất cứ gì, trường hợp gì thì Hội Á Hữu Long Xuyên sẵn sàng giúp, cũng như là ở bên quê nhà thì Hội Á Hữu Long Xuyên cũng thường xuyên là giúp đỡ cho quý đồng bào mình ở bên đó vào cái dịp Tết được những món quà mà như gạo hay là thực phẩm để cho đồng hương được ăn Tết cho vui vẻ. Trong phần chúc thọ và tặng quà cho một hội viên cao niên của hội là cụ bà Quỳnh Hữu Vị mừng sinh nhật 90 tuổi, toàn thể bà con cô bác đồng ca bài Happy Birthday của bà, bày tỏ niềm vui trong sinh nhật lần thứ 90. Hôm nay hân hạnh tới được gặp các phật hữu, nhất là bà gia đình chúng tôi, còn các con các cháu và các anh chị em trong hội người Việt cao niên. Một quan khách khác của bà Nguyễn Thị Vân, 103 tuổi, cũng nhận những lời cầu chúc trường thọ trong năm mới. Nghệ sĩ ca lương Nhất Lĩnh nói về nội dung của chương trình văn nghệ. Nhất Lĩnh xin đại diện cho mấy anh chị em nghệ sĩ hôm nay để đến tham dự cho buổi dạ tiệc cho Hội Á Hữu Long Xuyên, thì nhằm mục đích để gây quỹ và thăm hỏi những đồng bào tha hương khi mà gần Tết mà âm lịch. Buổi hội ngộ của Hội Á Hữu Long Xuyên dù qua tình đốn kết thúc vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Quý vị vừa theo dõi phóng sự ghi lại buổi dạ tiệc do Hội Á Hữu Long Xuyên dùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ tổ chức. Cảm ơn quý vị dành thời giờ theo dõi. Cầu chúc quý vị trong năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phóng sự khác. Đào Hiếu Thảo, Việt TV tường trình từ Gettysburg, Maryland. Ngày xưa, mỗi lần ra đi là một niềm mơ ước, một niềm hy vọng và không biết bao giờ được nhìn thấy lại hình ảnh của người thân. Sau 40 năm viễn xứ, thời gian đã thay đổi với sự phát triển như vũ bão của Internet cùng với lại sự phát minh của IPTV. UNO IPTV, một dịch vụ truyền hình bằng Internet đầu tiên của người Việt tại hải ngoại, không những cung cấp những thông tin liên tục cập nhật trên toàn cầu, mà còn đáp ứng mọi nhu cầu giải trí theo phương thức mới của công nghệ truyền hình, xem đài theo sở thích. VNews là truyền hình Việt ngữ đầu tiên và duy nhất chuyên về tin tức, bình luận, hội thoại, cập nhật nhất liên tục 24 giờ mỗi ngày, có thể xem như là CNN tiếng Việt. VMAX và phim 24 giờ, chuyên về phim bộ, trình chiếu liên tục những bộ phim hấp dẫn của Đài Hàn, của Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, tương tự như HBO hay Cinemax. Nhạc Việt, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên duy nhất tại hải ngoại, chỉ chiếu âm nhạc cho quý vị thưởng thức liên tục 24 giờ mỗi ngày. Việt TV và S-Channel, với nhiều chương trình tổng hợp của người Việt hải ngoại như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thời trang, du lịch, thể thao, ẩm thực, thiếu nhi. V-Live, với nhiều chương trình giải trí như game show, tâm tình nghệ sĩ, đời sống thật và rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Đặc biệt, sẽ có những đài thuần túy tôn giáo phổ biến như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo, Hòa Hảo. Với Antenna, quý vị có thể xem rất nhiều đài truyền hình địa phương với chất lượng High Definition và một số tiện lợi khác như Miracast,
DLNA, USB, YouTube và các trang web. Thật tự hào sau 40 năm viễn xứ, người Việt của chúng ta đã có một hệ thống truyền hình miễn phí xem được ở tất cả năm châu thông qua iPhone, iPad, Android Phone, Samsung Smart TV hay là hộp Uno IP Box. Đến với Uno IP TV, quý vị chính là người giúp bảo tồn phát triển văn hóa Việt cũng như là giúp cho con cháu của chúng ta giữ mãi tiếng Việt khắp mọi nơi. Và chính vì lẽ đó, Uno IP TV là sự lựa chọn đúng hơn.